Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kỷ cương hành chính chưa chào đời Ngày 27 tháng 11, blog Trần Văn trên VOA tiếng Việt có bài Gây góp vừa vụt vào thể chế vừa quất vào mặt thường dân Theo đó, văn phòng chính phủ tuần rồi gửi công văn hỏa tốc cho Chủ tịch Bắc Ninh truyền đạt chỉ đạo của ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin giám đốc và phó giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn của tỉnh này mỗi tuần bỏ nhiệm sở đi chơi golf vài ngày. Hình ảnh bài bình luận trên VOA. Tác giả nhận xét sự kiện vừa đề cập không lạ. Chuyện là các quan chức bỏ nhiệm sở đi chơi golf xảy ra thường xuyên, kể cả trong thời gian còn đang đại dịch, khi mà tất cả mọi người phải thực thi giãn cách. Nhưng giám đốc sở du lịch Bình Định vẫn đi chơi golf với cục phó cục thuế của tỉnh. Tác giả cho rằng Giá trị lớn nhất của việc văn phòng chính phủ gửi công văn hỏa tốc cho Chủ tịch Bắc Ninh là phơi bày ra mặt trái của thứ mà trước giờ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam luôn đề cao và cam kết sẽ tôn trọng, kỹ cương hành chính. Tiếc rằng dẫu đã được khai sinh nhưng ở Việt Nam, kỹ cương hành chính chưa chào đời. Theo tác giả, bởi kỹ cương hành chính chỉ được khai sinh chứ chưa chào đời, cho nên Bất kể thu nhập chính thức hết sức khiêm tốn, nhưng các công bộc không ngại khoe sang, khoe giàu, hồn nhiên trưng bày sự sành điệu đẳng cấp qua trang phục, trang sức, tư gia, sinh hoạt, trong đó có chơi góp. Tác giả cho biết theo ước tính của Góp Việt, một trang web cung cấp những thông tin có liên quan đến góp tại Việt Nam, chi phí để làm thành viên của một sân golf bình thường dao động trong khoảng từ 20.000 đến 25.000 mỹ kim một năm. Nếu muốn làm thành viên của một sân golf sang trọng, chi phí có thể lên tới 60.000 mỹ kim một năm. Hình ảnh golf là môn thể thao dành cho giới quý tộc mới nổi ở Việt Nam. Tác giả nhắc lại yêu cầu vào năm 2011 của cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Đinh La Thăng, theo đó viên chức đang làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải không được chơi góp. Khi ấy, yêu cầu đó có hơn 60% độc giả của VN Express hoan nghênh và kèm theo một yêu cầu khác, cần điều tra xem công chức lấy tiền từ đâu để chơi môn thể thao tốn kém như vậy. Bởi kỹ cương hành chính chưa chào đời, nên yêu cầu chính đáng này không được đáp ứng. Tác giả bình luận, 12 năm sau, khi ông Đinh La Thăng yêu cầu viên chức trong lĩnh vực giao thông vận tải không được chơi góp, vì mất thời gian. Còn dân chúng thì đòi điều tra vì công bọc chơi golf là một trong những bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sự thiếu liêm chính. Nhưng càng ngày, càng nhiều công bọc chơi golf và chuyện bỏ nhiệm sở đi chơi golf vẫn xảy ra. Không ở nơi này thì ở nơi khác, không phải lúc này thì vào lúc khác. Hình ảnh tâm tình trên báo Quân đội Nhân dân Tác giả trích dẫn lại một tấm hình về golf trên báo Quân đội Nhân dân vào tháng 4 vừa qua. Cụ thể báo quân đội nhân dân nhắc đến bốn đức tính cách mạng cần kiệm liêm chính theo lời dạy của ông Hồ Chí Minh. Vì vậy, tờ báo này đề nghị một số cán bộ ở các tỉnh còn nghèo, đời sống nhân dân còn khó khăn nên hạn chế thú vui chơi golf trong các ngày nghỉ cuối tuần để bám nắm cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Có như vậy thì mới thực sự là công bộc của nhân dân. Tác giả nhận định dường như tác giả viết bài trên quân đội nhân dân không thức thời bởi trong thực tế công bọc vừa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vừa vô tư phơi bày sự xa hoa như chơi golf. Nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương cùng xem đó là hết sức bình thường. Dù trên lệch giữa thu nhập chính thức và thực tế chi tiêu sinh hoạt lớn đến mức hết sức bất thường. Ở Việt Nam, Ngoài việc quất vào banh góp, gậy góp còn vụt vào thể chế và vụt vào mặt dân thường cho họ tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Kỹ cương hành chính chưa chào đời. Công lý nào cho nạn nhân SCB? Ngày 25 tháng 11, báo tiếng Dân đăng bài Ai sẽ trả tiền SCB của nhà báo Nguyễn Thông đây là vấn đề mà hàng ngàn nạn nhân của SCB và dư luận quan tâm vì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn xã hội. Tác giả nhắc đến cảnh mấy trụ sở phòng giao dịch của SCB đông nghẹt vào cuối tháng 11 năm ngoái bởi người dân hốt hoảng, lo mất tiền sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Trước tình hình căng, chính quyền, công an, ngân hàng nhà nước, báo chí mậu dịch cùng lên tiếng trấn an dân chúng, nói người dân đừng lo lắng, đừng rút tiền tiền ở đâu thì còn đó không có gì mà lo đồng thời đề nghị nhà nước xử lý nghiêm những thế lực thù địch lợi dụng đục nước béo cò tung tin kích động xuyên tạc gây rối gây hoang mang kích động dân chúng đi rút tiền tác giả cho biết đích thân thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng đứng ra tuyên bố mọi quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền ở scb luôn được nhà nước bảo đảm đại loại ngân hàng là ngân hàng mỹ lan là mỹ lan Vàng Thịnh Phát là vàng Thịnh Phát đầu ra đó bà con đừng lo, chẳng kẻ nào chiếm đoạt được tiền của bà con. Nếu xảy ra sự gì đã có nhà nước lo, đứng ra chịu trách nhiệm. Tác giả bình luận này thì con mẹ Mỹ Lan đã bị công an tố tội chiếm đoạt hết tiền của SCB, tất nhiên trong đó có tiền gửi tiết kiệm của dân. Chưa thấy chị Hồng lên tiếng về khoản tiền gửi này, ai sẽ trả cho dân hay lại đổ hết cho con mẹ Lan? Nó còn gì mà trả ngoài cái thân nó? hình ảnh lời tuyên bố hùng hồn của thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng tác giả kể câu chuyện người cháu của ông trước đây bán nhà được khoản tiền đem gửi vào scb để kiếm chút tiền lãi sống qua ngày năm ngoái người này cũng đi xếp hàng rút tiền sau khi nghe lời bà hồng nên về không rút nữa không tin bà hồng thì tin ai mấy hôm rồi người cháu này cứ gọi cho tác giả suốt hỏi phải làm sao thì biết làm sao bây giờ đành phải chờ thôi chứ về luật là thua rồi. Cũng ngày 25 tháng 11 trong rớt trái phiếu SCB, Facebooker Quang Trung, một nạn nhân của SCB có một status về tình trạng mòn mỏi của các nạn nhân trái phiếu SCB suốt một năm qua. Tác giả cho biết, ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Gần một năm sau, đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, C03 Bộ Công an mới ra thông báo tìm người bị hại trong vụ Vàng Thịnh Phát. Cáo buộc ngày 17 tháng 11 của cơ quan chức năng đã ghi rõ tội danh của bà Lan cùng tập đoàn Vàng Thịnh Phát. Theo tác giả, điều này trái ngược hoàn toàn với nội dung buổi họp báo do Ngân hàng SCB và Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngay sau khi Vàng Thịnh Phát bị bắt. Tại đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định SCB và Vàng Thịnh Phát không có mối quan hệ nào. Vạn Thịnh Phát bị bắt không liên quan, không ảnh hưởng gì đến hoạt động của SCB. Hình ảnh status trong rút trái phiếu SCB. Tác giả cho hay hơn một năm qua, các nạn nhân luôn phải sống trong tâm trạng lo lắng, khủng hoảng, hoảng loạn, trầm cảm về tinh thần trầm trọng, trong đau khổ, trong oán trách, trong vô vọng, tuổi hận, trong sự cả tin vào những điều chỉ có ở thiên đường. Tất cả những gì đã diễn ra trong vở kịch Vàng Thịnh Phát hơn một năm qua đã tự phơi bày ra bộ mặt thật khốn nạn ghê tởm giả dối giáo điều bản chất ăn cướp của một lũ ăn cướp có tổ chức chính danh có danh xưng của những kẻ chủ mưu đang dần dần bị lộ mặt từ thấp đến cao những kẻ tự cho mình có quyền lực độc tôn được định đoạt đến quyền được sống của các nạn nhân tác giả cho rằng việc scb lừa bán trái phiếu rác cho các nạn nhân đã quá rõ ràng các cơ quan chức năng còn phải chờ gì nữa đây chính là việc cần làm ngay để thể hiện rõ ràng trong lời tuyên thệ nhận chức của các lãnh đạo nhà nước trước toàn thể quốc dân đồng bào trong và ngoài nước trước quốc tế. Cái gì có lợi cho dân thì phải làm ngay, có hại cho dân thì phải tránh xa. Tác giả cảm thán thang ôi, quyền lực của các quan chức nhà nước tham nhũng suy thoái chưa kịp nhốt vào lòng, thì các nạn nhân đã bị nhốt trong cái lòng quyền lực của chúng. Công lý là thứ trang điểm phù phiếm rất xa xỉ đối với các nạn nhân trái phiếu. Công lý với các nạn nhân chắc chỉ có trên thiên đường, bao giờ cho đến bao giờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo. D với bản tin công lý nào cho nạn nhân SCB. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo. D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo chấm